chào tất cả anh em nha. Ngay bên mình giao cái máy này là cái máy 7020 nha. Chiếc này được giao cho anh Truy đây hả? Anh Truy ở Đắp Vớt, nhà thờ Đắp Vớt của Hơ Mon anh em nha. Này, 7020 mà, rất là ok rồi nha. Còn này, ảnh thì hiện tại đang chạy chiếc Supra D43 nha. Giờ lên chiếc này đã. Gần đây thì mình có bán cho anh Năng là chiếc 5010 cho anh Tú ở bên đó tên Sang là chiếc 5020 nha. Gần đây là chiếc 7020 này khá là đẹp không. Ok, giờ bắt đầu lên xe anh em nha. Ok, một lần nữa máy cày Minh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì liên hệ với bên mình nha. Bên mình những cái dòng máy gần đây ha. Chiếc 9000 này, đây một chiếc 7020, chiếc này siêu phẩm rất là đẹp ha. Gần đây là chiếc 8020 rất là đẹp. Và đây là chiếc 10000 này. Ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì liên hệ với bên mình nha. 7020 về với anh Truy đó ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Giờ mình sẽ chạy lên xe cho khách đây hả. Chào tất cả anh em nha.